Hôm nay chúng ta sẽ trao đổi sâu hơn một chút về cái phần là điều chỉnh màu. Thì hôm trước thì chúng ta đã làm việc với lại cái nhóm công cụ gồm 3 công cụ là Dock Tool, Burn Tool và Sponge Tool, có tác dụng là điều chỉnh sáng tối và cân chỉnh màu, làm cho màu bão hòa hoặc là không bão hòa. Thế thì công cụ thì như các bạn biết rồi, nó có một cái lợi điểm so với lại các cái lệnh, đó là nó can thiệp mang tính cục bộ vào trong một cái khu vực nào đó. Khi mà chúng ta di chuột vào thì nó sẽ chỉnh ở trong khu vực đó và nó không làm sang các khu vực khác. Còn lệnh thì nó sẽ làm ở một cái mức độ lớn hơn, có nghĩa là nó làm ở trong một cái vùng chọn hoặc là nó làm ở trong toàn bộ layer nếu mà chúng ta chỉ định một layer nào đó. Thế thì để điều chỉnh tất cả những cái vấn đề về sáng tối tương phản cũng như là về màu sắc thì chúng ta sẽ làm việc ở trong menu Image và nó sẽ nằm ở trong phần Adjustment. Đầu tiên thì chúng ta làm việc đơn giản là với cái tùy chọn là lệnh Brightness Contrast. Lệnh này nó cung cấp cho các bạn hai cái con trượt, một con trượt là Brightness và một con trượt là Contrast. Và theo như tên thì các bạn thấy là nó rất là đơn giản thôi. Chúng ta sẽ có cái thao tác là kéo con trượt sang phía bên phải hoặc là sang phía bên trái. Sang phía bên phải là chúng ta tăng cái cường độ lên và sang phía bên trái là chúng ta giảm cường độ đi. Và tương ứng với mỗi con trượt này thì nó sẽ tác động tới một vấn đề. Ở trên là chúng ta tăng sáng hoặc giảm sáng cho bức ảnh. Thế còn ở dưới là tăng độ tương phản hoặc là giảm độ tương phản. Cách sử dụng thì rất là đơn giản và các bạn chỉ việc là chọn lệnh. Đấy, sau đó thì kéo cái con trượt và chúng ta quan sát trực tiếp ở trên màn hình. Bằng việc quan sát này thì chúng ta có thể thấy được sự thay đổi của cái bức ảnh nó sẽ diễn tiến ra như thế nào với các tham số mà chúng ta kéo ở trên con trượt này. Và khi các bạn quan sát thấy hài lòng với lại cái giá trị thay đổi mà đã được thể hiện trên ảnh rồi thì các bạn có thể nhấp OK. Ở đây nó cung cấp cho các bạn một cái tùy chọn auto thì nó sẽ tự động tính toán theo cái mức độ màu sắc sáng tối ở trên bức ảnh để mà nó cân chỉnh. Tuy nhiên là chúng ta làm thì là chúng ta làm thiết kế cho nên là nó sẽ cần cái sự áp đặt chủ quan của chúng ta, ý đồ chủ quan của chúng ta, cho nên thường là chúng ta sẽ không sử dụng cái auto này mà chúng ta sẽ sử dụng cái con trượt để mà chúng ta ra dạng cái tham số làm sao cho nó phục vụ được đúng cái mục tiêu, phục vụ được đúng ý đồ của mình. Và do cái con trượt này nó sẽ hoạt động theo nguyên tắc real time, thời gian thực, các bạn kéo đến đâu thì nó sẽ thể hiện ngay lập tức cái sự thay đổi giá trị đó trên bức ảnh. Và quan sát khi nào mà các bạn cảm thấy hài lòng thì các bạn nhấp OK xác nhận cái sự thay đổi đó thì cái bức ảnh nó sẽ được cập nhật luôn tất cả những cái sự thay đổi đó. Thì cách áp dụng của nó thì rất là đơn giản như vậy thôi. Hay chúng ta còn có một cái lệnh nữa. Lệnh này thì nó liên quan tới sáng tối đậm nhạt ở trong ảnh, thì chúng ta có lệnh là lệnh lever. Lever này thì phím tắt nó sẽ là Ctrl L. Đây là một lệnh được sử dụng rất nhiều ở trong cái quá trình làm việc và nó sẽ giúp cho chúng ta thiết lập những cái giá trị sáng nhất hoặc là tối nhất của ảnh. Và thông qua đó thì nó sẽ làm thay đổi cái tương quan sáng tối trong bức ảnh. Khi chúng ta nhấn lệnh chúng ta mở ra thì các bạn sẽ thấy có một cái sơ đồ gồm có phần sáng và phần tối như thế này. Đấy, và ở bên dưới thì nó có ba con trượt. Ba con trượt này lần lượt là nó có màu đen ở bên trái, màu trắng ở bên phải và màu ghi ở giữa. Một bức ảnh mà được coi là tốt, tức là cái độ thăng bằng cân bằng giữa giá trị sáng và giá trị tối của ảnh là tốt, thì các con trượt này nó sẽ nằm ở trong cái phần mà sơ đồ màu đen như các bạn đang nhìn thấy đây. Đấy. Còn một cái bức ảnh mà nó không được tốt thì thường thường là các con trượt này nó sẽ bị tình trạng là nằm bên ngoài. Ngay bây giờ chúng ta tìm thử một cái bức ảnh khác chúng ta xem thử nhé.
Đấy, ví dụ như thế này, các bạn nhìn cái sơ đồ màu đen này, đó, chúng ta thấy là cái con trượt đen này là điều chỉnh các giá trị thuộc dạng là giá trị tối nhất của bức ảnh. Đấy, con trượt trắng là giá trị sáng nhất của bức ảnh. Còn đây, con trượt này mang tính trung gian, nghĩa là cân chỉnh giữa các giá trị sáng nhất và tối nhất. Thế thì một bức ảnh như thế nào là một bức ảnh tốt? Một bức ảnh tốt về mặt nguyên tắc nó phải như thế này. Tức là cái con trượt đen này và con trượt trắng này nó phải nằm vào cái quãng gì đây ạ? Nằm ở hai đầu của cái sơ đồ đen 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 này này. Đấy, thì như thế nó mới đảm bảo là nó rõ ràng bạch tạc ở trong bức ảnh. Khi mà một trong hai con trượt này nó nằm ra ngoài cái sơ đồ thì nó sẽ tạo ra một cái bức ảnh mà độ tương phản, độ đậm nhạt nó không được tốt. Đấy, ví dụ các bạn xem như thế này, tôi đặt về cái giá trị gốc của nó, một bức ảnh như thế này trông nó cũng tương đối là nhạt nhòa, trông nó cũng không được rõ ràng lắm, nhưng khi tôi kéo con trượt này và tôi kéo nó vào trong cái điểm đầu của các sơ đồ này, rõ ràng tương phản màu sắc các thứ là nó trở nên mạch lạc hơn, đó, rõ ràng hơn. Thế còn cái con trượt này thì nó sẽ cân đối giữa các giá trị sáng nhất và tối nhất của bức ảnh. Nếu như tôi kéo con trượt xám này về đầu nào, có nghĩa là tôi đang giảm giá trị của đầu đó và tăng cái giá trị cho đầu còn lại. Tôi kéo về đầu sáng có nghĩa là tôi đang giảm bớt giá trị sáng đi và tôi ưu tiên cái giá trị độ tối nhiều hơn. Và ngược lại, nếu như mà tôi kéo sang bên trái này thì tôi đang tăng cái giá trị cho độ sáng lên. Tại vì cái tương quan giữa điểm sáng và điểm tối này, nếu như bây giờ tôi kéo con trượt này ra đây, có nghĩa là khoảng từ điểm trung bình cho tới điểm sáng này được ưu tiên rộng ra, do đó thì nó sẽ làm cho bức ảnh sáng lên. Thường thì chúng ta vẫn cứ để trước trước khi mà điều chỉnh cái này, trước khi mà điều chỉnh cái giá trị trung gian, thì bao giờ chúng ta cũng làm cái thao tác là kéo các điểm sáng hoặc điểm tối về nằm ở đầu của mỗi cái giấy sơ đồ này, đừng để nó nằm ngoài. Đấy. Thì như vậy là chúng ta đã thấy rằng là khi chúng ta cân chỉnh, nó đã làm cho cái bức ảnh nó trở nên rõ ràng, đậm đà hơn rất là nhiều. Đó. Tất nhiên, cũng như vừa nãy thì các bạn nhìn thấy là chúng ta cũng có cái giá trị là giá trị auto. Nó cũng sẽ dựa trên phân tích bức ảnh về sáng, về tối, nó sẽ tự đưa ra cái tính toán của nó để nó cân chỉnh làm sao cho cái độ tương phản này, độ sáng tối này nó trở nên hài hòa hơn. Nhưng cũng như vừa nãy tôi nói, những cái thao tác mà tương đối đơn giản thì chúng ta có thể là sử dụng cái auto, còn nếu như mà chúng ta làm thiết kế thì chúng ta nên có sự chủ động của mình trong cái việc là cân chỉnh làm sao cho nó phù hợp nhất. Và ngoài cái việc mà kéo các cái con trượt này thì các bạn còn có một cách khác, tức là các bạn sử dụng các cái công cụ đo để các bạn thiết lập các cái điểm giá trị được gọi là sáng nhất hay tối nhất trong bức ảnh. Chúng ta có thể thực hiện thử một cái thao tác như thế này. Tôi lấy thử một bức ảnh. Bây giờ tôi sử dụng công cụ và level, lệnh level để mà tôi điều chỉnh. Đấy. Thì ngoài cái việc là kéo con trượt này thì các bạn còn có thể sử dụng ba cái công cụ sample này để các bạn thiết lập các giá trị được gọi là sáng nhất và tối nhất. Khi tôi bấm vào cái đen thì là tôi bấm vào đâu thì nó sẽ xác nhận đấy là giá trị được coi là tối nhất của bức ảnh, và toàn bộ bức ảnh nó sẽ điều chỉnh các giá trị tối, giá trị động theo cái điểm mà tôi đã bấm vào đấy. Đấy, ví dụ như thế này, và nếu như mà tôi chọn cái sáng, đúng không? Tôi bấm vào đâu thì tôi sẽ xác nhận rằng đấy là cái giá trị sáng nhất trong ảnh, lập tức là các giá trị sáng tối ở đây các bạn thấy là nó đã được điều chỉnh theo. Cách này cũng là một cách mà làm việc rất là trực quan. Tuy nhiên là nếu như các bạn mà chọn sai thì nó sẽ dẫn tới là cái tương quan sáng tối bức ảnh nó sẽ bị thay đổi đi rất là nhiều. Hoặc là chúng ta có thể coi đấy là một cái lỗi. Hoặc nếu mà các bạn muốn tìm hiểu, các bạn muốn thử một cái hiệu ứng nào đó thì dùng cái này, nó cũng là một phương pháp để làm cho cái bức ảnh của chúng ta nó
thay đổi cái tương quan sáng tối và nó tạo ra một cái hiệu ứng thị giác đôi khi là nó cũng tương đối lạ. Ví dụ như là đây là công cụ xác nhận về giá trị tối nhất của bức ảnh, nhưng nếu tôi mà lại không bấm vào đúng cái giá trị tối nhất của bức ảnh mà tôi lại bấm vào một cái khu vực nào đó nó không phải là tối nhất, thì lúc này các bạn nhìn bức ảnh nó sẽ đổi khác rất là nhiều. Ví dụ như thế này. Đó. Đấy. Tùy thuộc vào cái điểm nào đấy mà chúng ta xác nhận rằng đấy là tối nhất thì nó sẽ thay đổi như này, hoặc kể cả sáng nhất mà tôi lại bấm vào cái chỗ tối, tôi bảo rằng là đấy là sáng nhất thì lúc này cả bức ảnh nó sẽ lại trắng xóa là như thế này. Đôi lúc chúng ta sử dụng cái này thì chúng ta sẽ tạo ra một cái sự thay đổi tông màu tương đối là lạ mắt. Nếu như mà chúng ta muốn tìm một cái sự biến thiên cho hình ảnh thì các bạn cũng có thể là sử dụng cái này. Còn cái cách mà làm đơn giản nhất thì như vừa nãy chúng ta đã nói, đó là chúng ta sử dụng cái con trượt ở bên dưới. Đó. Chúng ta sử dụng con trượt ở bên dưới. Kéo cứ theo quy tắc rất là đơn giản, đó là làm sao các con trượt của các bạn, con trượt màu đen và con trượt màu trắng, nó phải nằm ở hai đầu của cái dãy sơ đồ này. Đấy. Và khi nào nằm ở đấy rồi thì lúc đấy chúng ta mới tiến hành, cần thiết thì chúng ta điều chỉnh thêm thêm đậm hoặc là thêm nhạt các thứ, là bằng cách là gì đây, kéo các cái con trượt này cho tới khi nào mà các bạn thấy rằng là cái tương quan sáng tối ở trong bức ảnh nó đủ rõ ràng, nó đủ tương phản thì các bạn có thể nhấp OK để xác nhận cái giá trị thay đổi này. Tất cả mọi thứ thì như các bạn thấy nó cũng rất là trực quan, và chúng ta cũng theo dõi bằng mắt của chúng ta để đánh giá là như thế nào là phù hợp. Đấy. Nó không có một tiêu chuẩn chung. Tiêu chuẩn chung là gì? Tiêu chuẩn chung giống như vừa nãy tôi nói là nằm trượt đen và trượt trắng nó phải nằm ở hai đầu thế thôi. Còn cũng có thể có những cái trường hợp khác các bạn muốn nó tăng thêm nữa, giảm thêm nữa thì các bạn có thể kéo thêm, ra giảm thêm. Ngoài cái phương pháp là sử dụng lệnh lever hay là phím tắt là controller thì các bạn còn có thêm một cái phương pháp khác nữa là sử dụng lệnh curve này. Phím tắt của nó là control M. Control M thì nó sẽ đưa ra cho các bạn một cái phương pháp làm hơi khác biệt một chút. Đó là thay vì là có một cái sơ đồ như vừa nãy thì chúng ta lại có một cái hình vuông như thế này, ở giữa có một cái đường chéo, và các bạn sẽ điều chỉnh bằng cách là kéo cái đường này. Các bạn có thể là kéo nó sang trái, kéo nó sang phải, hoặc kéo lên trên, hoặc là kéo xuống dưới. Các thao tác này nó hơi khác một tí so với lại cái thao tác mà chúng ta làm ở bên cái lệnh lever kia. Tuy nhiên là nó vẫn tác động tới cái vấn đề mà chúng ta vẫn nói với nhau, đó là độ sáng tối, độ tương phản. Đấy. Và cũng có một cách nữa, đó là các bạn kéo trực tiếp vào giữa cái đường này. Các bạn có thể kéo nó cong lên trên hay là vòng xuống dưới. Đó. Kéo cong lên trên hay vòng xuống dưới. Cái này cũng là một cách làm mà tương đối trực quan. Khi các bạn kéo như thế này, thay đổi đến đâu ở trên màn hình thì các bạn có thể quan sát, và khi nào mà các bạn cảm thấy là hài lòng với sáng tối tương phản ở trên bức ảnh thì các bạn có thể là dừng lại và nhấp OK. Và nó cũng vẫn có những cái công cụ tương tự giống như là lệnh lever ở trên kia, là cũng có xác nhận các điểm sáng tối ở đây. Đó. Trung gian hoặc là sáng. Đấy, thông qua xác nhận những cái này thì nó cũng cân chỉnh cho các bạn để bức ảnh của chúng ta nó đạt được cái độ sáng, độ tương phản vân vân tốt hơn so với lại cái ảnh gốc. Ngoài cái cách làm như thế này thì chúng ta còn có một cái cách nữa mà mọi người vẫn hay sử dụng, đó là gia giảm các cái tham số cho một kênh màu nào đó. Ở đây thì chúng ta lại quay về với lại cái khái niệm là xử lý để cho in ấn. Ví dụ
Hôm trước là chúng ta đã nói về cái vấn đề này rồi. Các hệ màu là RGB hoặc là CMYK. Đấy, và người mà làm dính dáng đến in thì người ta cũng hay sử dụng cái lệnh Ctrl+M này để người ta điều chỉnh cục bộ cho một kênh màu trước khi mà người ta đem đi in. Như hôm trước thì tôi có trình bày với các bạn về cái kênh màu này rồi, đúng không? Và bây giờ tôi lại bật lại cái chế độ này đây. Các bạn sẽ thấy rằng là khi mà tôi đem một cái sản phẩm đi in thì với cái ảnh dạng CMYK này, người ta sẽ in lần lượt chồng từng màu một như thế này. Đầu tiên là ví dụ theo đúng thứ tự nhé, xanh, đỏ, vàng, đen nhé, ví dụ thế. Lượt màu xanh in xong thì chúng ta sẽ in tiếp sang màu đỏ chẳng hạn. Nó sẽ đến cái tình trạng như thế này. In chồng tiếp màu vàng thì nó đến đây và in tiếp màu đen thì nó ra thế này. Thế thì trong cái quá trình mà thiết kế thì không có vấn đề gì, nhưng mà đến cái giai đoạn mà chúng ta đưa cái file xuống dưới nhà in thì nó sẽ có những cái khác biệt mà xảy ra khi mà chúng ta in ở máy in. Thứ nhất là các cái loại máy in khác nhau thì nó về mặt lý thuyết thì là giống nhau, cứ in chồng đủ từng đấy màu thì nó ra được bức ảnh. Nhưng mà thực tế thì nó có đúng như thế không thì không phải như vậy. Đấy. Máy in thì nó cũng sẽ có những cái chất lượng khác nhau, nó có những cái bệnh khác nhau. Đấy, máy Nhật thì khác, máy Đức thì khác, máy Hàn thì khác, máy Tàu thì khác, máy to thì khác, máy nhỏ thì khác, máy đời mới nó khác, máy đời cũ nó khác, vân vân. Thì nó sẽ có những cái độ sai lệch nhất định về mặt chất lượng và về mặt thị giác khi mà in ra. Thế thì đối với cái người mà thiết kế, người làm thiết kế, khi mà người ta đã in nhiều ở một cái cơ sở nào đó rồi thì người ta có thể biết được cái bệnh riêng hay là cái đặc điểm riêng của cái máy mà người ta đã từng in đó. Thế trong cái quá trình mà in thì người ta có thể là nhận xét rằng là một cái máy này nếu như mà người ta làm thì trên màn hình là chất lượng là như thế này, và khi in ra thì nó sẽ hơi bị lệch màu theo một cái xu hướng nào đó. Ví dụ một cái tôi in ở nhà máy in số 1 này chẳng hạn, thì cái sản phẩm của tôi làm chỉnh trên màn hình thì như thế này, nhưng khi in ra thì nó thường là hơi bị sắc đỏ hơn một tí chẳng hạn so với lại cái bản thiết kế. Đấy, nếu như người ta không phải là in lần đầu tiên mà người ta in một vài lần, người ta đã biết được là cái bệnh của cái máy này hoặc là cái đặc điểm riêng của máy này khi in ra là nó như thế, thì thường thường là người ta sẽ phải có một cái sự điều chỉnh làm sao cho nó cân chỉnh trước nếu như mà đã biết được cái bệnh hoặc là cái đặc điểm của cái máy đó. Đấy. Thế chẳng hạn như là trong trường hợp mà người ta gặp phải là cái máy này hay hơi bị thừa đỏ một tí so với cái thiết kế, thì người ta sẽ làm cái thao tác chủ động, đó là gì đấy? Khi thiết kế thì người ta sẽ chủ động người ta giảm bớt đỏ đi một tí, để đến lúc mà in trên cái máy đó thì nó hơi dư đỏ ra hơn bình thường một tí là nó bù lại là vừa. Đấy, ví dụ thế. Hoặc là cái máy nào mà hơi bị thiếu, in ra lại hơi bị thiếu màu nào đấy so với lại cái thiết kế gốc chẳng hạn, thì người ta chủ động người ta bù trước một tí. Và cách làm thì người ta sẽ làm, thường người ta làm như thế này đó, trong lệnh curve này chẳng hạn, thì thay vì việc là người ta chỉnh, các bạn mở ra thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có cái tùy chọn. Nếu như mà chúng ta làm việc một cách đơn thuần là ở trên gì đấy layer, thì khi mở ra các bạn sẽ làm như thế này đó, curve. Thay vì việc là đây, xin lỗi, tôi phải điều chỉnh một tí. Đây, chúng ta đang chọn ở kênh tổng này và chúng ta ở layer như này, thì các bạn khi mở ra, thay vì việc là chỉnh trên kênh tổng nhá, đậm nhạt, tăng đậm, tăng nhạt, rồi tăng tương phản, giảm tương phản ở trên cái kênh tổng này, thì các bạn có thể sổ nó ra và các bạn sẽ thấy là từng cái kênh con này như thế nào. Tôi lấy ví dụ như vừa rồi tôi nói rằng là cái máy mà tôi in ở ở cái nhà máy in số 1 này chẳng hạn, nó hay bị già màu đỏ một tí chẳng hạn. Thế thì tôi sẽ điều chỉnh riêng trên cái kênh đấy bằng cách là tôi mở cái
mở cái cửa sổ này ra và không chọn cái kênh tổng hợp là CMYK nữa, mà tôi chọn riêng cái kênh đỏ này. Khi tôi chọn riêng kênh đỏ này rồi thì tôi sẽ tiến hành là gì đây ạ, tăng hoặc giảm nó, đúng không? Khi tôi cắt bớt mấy đỏ đi thì các bạn nhìn ở đây nó bắt đầu là sắc xanh hơn, nhưng mà tôi biết rằng là tôi cắt bớt như thế này một tí thì đến lúc mà xuống đến nhà in riêng cái kênh đỏ này là nó hơi bị già màu hơn bình thường, thì đến lúc mà in nó bù vào cho tôi là vừa. Còn nếu mà tôi vẫn để nguyên ở cái tình trạng là nó thăng bằng bình thường như thế này thì đến lúc in thì nó sẽ in ra thì nó sẽ bị làm sao đấy, nó hơi già đỏ hơn thì nó sẽ bị ửng hơn như thế này. Vậy thì trước đó thì tôi biết bệnh rồi thì tôi là người chủ động tôi cắt giảm bớt nó đi để đến lúc nó in nó dư ra một tí là vừa. Hoặc nếu trường hợp ngược lại tôi biết cái này nó bị thiếu một tí, non màu một tí chẳng hạn, thì tôi chủ động tôi tăng trước lên để làm sao cho cái sự da giảm đó thì nó khi đưa lên một cái máy cụ thể thì nó có thể là cân chỉnh lại để cho nó đạt được cái hiệu quả mà hợp lý nhất. Thì đấy là cái cách làm mà những cái người mà làm dính dáng tới dính dáng tới in offset là người ta hay sử dụng để mà người ta cân chỉnh cho cái sản phẩm của người ta trước khi mà chuyển từ nhà in đấy. Thì đấy là mấy cái lệnh đầu tiên và lệnh rất hay dùng, đó là Brightness Contrast Level và lệnh Curve. Đấy. Thế là hôm trước thì chúng ta cũng đã nói tới cái lệnh Hue Saturation. Thì bây giờ tôi nói lại một chút. Đó là lệnh Hue Saturation là cái lệnh chính, lệnh gốc để mà chúng ta điều chỉnh màu ở trong một cái bức ảnh. Và chúng ta điều chỉnh bằng cách nào? Chúng ta điều chỉnh bằng cách là kéo ba con trượt, bao gồm là con trượt Hue, Saturation và Lightness. Hue thì nó sẽ giải quyết vấn đề là gì? Thay đổi tông màu, thay đổi tông màu của bức ảnh. Đấy, bằng cách là kéo con trượt này thì các bạn sẽ thấy rằng khi tôi kéo con trượt sang một khu vực ở đây thì toàn bộ bức ảnh của chúng ta sẽ đổi sang một tông khác, có thể là tông ngà xanh, tông ngà hồng, tông ngà vàng, tông ngà đỏ, vân vân. Thì tùy thuộc vào cái việc mà các bạn kéo nó tới khu vực nào thì nó sẽ làm cho toàn bộ bức ảnh của chúng ta nó chuyển đổi tông màu. Con trượt thứ hai là con trượt có tên là saturation. Thì cái khái niệm saturation thì hôm trước khi mà giảng về cái công cụ ở đây thì tôi cũng đã nói rồi, đúng không? Nó mô phỏng cái sự thay đổi về ánh sáng và làm cho màu của chúng ta nó trở nên bão hòa, nó rực lên hay là không bão hòa. Đó. Nếu kéo sang bên phải, càng kéo sang bên phải các bạn càng thấy là màu sắc nó trở nên rực rỡ. Còn nếu mà tôi kéo sang bên trái thì nó nhạt dần và nếu trong trường hợp mà tôi kéo kịch cùng nó sang cái bên tay trái như thế này thì toàn bộ các giá trị màu sẽ bị cắt đi và chúng ta chỉ còn nhìn thấy bức ảnh của chúng ta giống như ảnh đen trắng. Nó có phải ảnh đen trắng thật không? Nó có phải ảnh giống như ảnh grayscale không? Thì cũng không phải. Nó vẫn là ảnh CMYK nhưng lúc này các giá trị màu thì nó bị cắt giảm đi rồi. Ảnh gray như tôi nói hôm trước là nó chỉ có một kênh duy nhất. Đó. Nhưng mà ảnh CMYK tôi có kéo như thế này thì các bạn nhìn đây, các bạn cũng sẽ vẫn thấy là nó có gì đấy, nó vẫn có đủ cái đấy kênh. Thế và cuối cùng thì chúng ta sẽ có thêm một cái con trượt nữa là con trượt Linus, thì nó sẽ tăng sáng hoặc là giảm sáng cho bức ảnh này, thì tùy vào từng trường hợp cụ thể ấy. Nếu mà ảnh tối hay ảnh sáng thì chúng ta sẽ ra giảm, nhưng thường thường thì trong quá trình làm thì chúng ta sẽ kéo hai cái con trượt này nhiều hơn, ít khi đụng đến cái này. Lightness này thì các bạn có thể chỉnh nó bằng cái Brightness Contrast hoặc là các bạn chỉnh bằng cái lệnh level kia, nó sẽ hiệu quả cao hơn là chỉnh trong cái hộp này. Ngoài ra thì các bạn còn có một cái checkbox nữa là cái phần Colorize. Khi tôi và các bạn nhấp vào cái Colorize này thì chúng ta sẽ có một cái sự thay đổi mà các bạn nhìn thấy đây là gì đây ạ? Khi tôi kéo cái con trượt này thì cái bức ảnh của chúng ta nó cũng sẽ chuyển đổi tông màu, nhưng nó sẽ khác với cái việc trước và sau khi mà chúng ta đánh dấu cái colorize này. Đây các bạn quan sát. Khi tôi kéo con trượt đó thì các bạn nhìn thấy là tông màu thì có thay đổi nhưng mà nó vẫn giữ những cái khu vực riêng khác nhau, đúng không? Màu trời là một tông khác,
cái mỏ và cái chân con này là một tông khác, cái thân của nó là một tông khác, cây lá là một tông khác. Mặc dù màu sắc chuyển đổi rất nhiều nhưng nó vẫn giữ thành các khu vực tương đối khác nhau, và mỗi khu vực này nó sẽ có một cái sắc độ riêng của nó, sắc riêng của nó. Thế nhưng khi mà tôi đánh dấu vào Colorize thì nó sẽ không phân biệt như thế nữa, mà nó sẽ chuyển hết về thành một tông duy nhất, hoặc là xanh, hoặc là đỏ, hoặc là vàng. Lúc đó nó sẽ không có cái chuyện là ở chỗ này tông thì đỏ, chỗ kia thì tông thì tím nữa, mà nó sẽ nhuộm chung toàn bộ cái bức ảnh này về thành một tông chung thôi. Đấy. Cái này thì các bạn cứ hình dung giống như là bé bé mà các bạn được được mẹ, được bà đi chùa hay đi chợ về cho cái quả ấy. Đó, ăn xong rồi thì đứa nào cũng lôi cái giấy bóng kính ra nghịch và cứ dơ lên trước mắt một cái là tất cả đều bị nhuộm theo một tông màu. Thì cái lệnh colorize này thì nó cũng có cái tính chất tương tự như vậy. Chuyển cắt cắt màu riêng của từng khu vực và nhuộm chung theo một cái màu mà cái lăng kính mà chúng ta đang sử dụng. Thì đấy là cái lệnh chỉnh cơ bản nhất là hue saturation. Và sau khi các bạn chỉnh xong thì các bạn có thể nhấp OK để các bạn chấp nhận cái sự thay đổi này. Ngoài cái lệnh này thì chúng ta còn có một vài lệnh nữa như sau. Lệnh Selective Color. Selective Color là một cái cách mà điều chỉnh màu cũng tương đối đặc biệt ở trong Photoshop. Ở đây thì nó không chỉnh ở trên toàn bộ cái bức ảnh giống như lệnh Hue Saturation, mà nó sẽ tập trung vào, nó điều chỉnh theo một cái màu sắc được chỉ định. Tôi lấy ví dụ như là ở đây chúng ta có một cái cửa sổ, nó có chữ color ở đây, và nếu mà tôi sổ cái sách này ra thì các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ có một số các màu được chỉ định ở trong này. Đấy. Ví dụ như là red, yellow, green, cyan, blue, magenta, vân vân. Thế thì khi mà tôi muốn điều chỉnh cái tông thì tôi có thể điều chỉnh theo một cái màu được chọn ở trong này. Ví dụ như là phần mỏ của cái con đại bàng này chẳng hạn, đó, mỏ và chân của nó đã hiện đang có sắc vàng. Nếu như tôi chọn vàng này và tôi điều chỉnh thì các bạn sẽ thấy cái điều gì? Ví dụ tất cả những cái chỗ nào mà có sắc vàng nhiều thì nó sẽ biến, còn chỗ nào mà ít sắc vàng hoặc không có sắc vàng thì nó không biến. Đấy. Thì chúng ta có thể là điều chỉnh cục bộ dạng như này. Đây, tốt nhất là chúng ta kiếm một cái ảnh nào đó nó có cái sắc nó rõ lên một tí nhé. Đây, ví dụ này đi. Đây, khu vực màu nó cũng tương đối rõ ràng như thế này. Chúng ta vào Image và Adjustment vào Selective Color. Đấy, ví dụ như là tôi chọn màu cyan hoặc là blue chẳng hạn, nó tương ứng với cái màu tương ứng với lại cái màu trời và một phần màu nước này. Thế bằng cách như thế này thì tôi có hoàn toàn tôi có thể là điều chỉnh để làm sao cho cái trời, cái nước nó thay đổi. Đấy. Ở đây chúng ta sẽ không cần phải tạo vùng chọn, chúng ta không cần phải sử dụng lasso, không cần sử dụng magic wand, không cần phải sử dụng các cái phương pháp lựa chọn nữa, mà nó sẽ xử lý theo những khu vực nào mà nó chứa nhiều cái màu giống như là cái màu được chỉ định ở trên này. Đấy, và bằng cách thay đổi gia giảm các con trượt ở đây thì các bạn sẽ thấy là những cái khu vực tương ứng mà chứa nhiều màu đó nó sẽ được thay đổi, mà chúng ta không cần phải làm thêm cái thao tác chọn lựa gì nữa, tự nó sẽ đọc, tự nó sẽ tìm những khu vực mà chứa nhiều cái giá trị màu đó để nó làm thay đổi. Đấy. Cái cách này thì là tốt hơn, bình thường là các bạn sẽ làm bằng cách này. Đó, tôi sẽ phải làm sao đây ạ? Tôi sẽ phải dùng cái công cụ gì đấy ạ? Công cụ Magic Wand hoặc là cái công cụ mới hơn là công cụ này, đúng không? Quick Selection. Sau đó thì tôi sẽ phải tiến hành là tạo cái vùng lựa chọn. Đó. Tôi tiến hành tạo cái vùng lựa chọn. Và sau khi mà tôi lựa chọn rồi thì tôi mới bắt đầu là sử dụng Hue Saturation hay cái gì đó để tôi kéo con trượt tôi ra giảm các cái tham số, tôi thay đổi tông màu cho nó. Nhưng mà cái cách như thế
thì nó sẽ rất là khó, tại vì chúng ta chọn thì đôi khi chúng ta không chọn hết được những chỗ chúng ta cần. Đấy. Cái chọn này của chúng ta là chọn thủ công, và chọn này đôi khi là nó không thể tinh vi được, nhưng với cái selective color thì nó sẽ tự động nó chiếu theo cái khu vực mà nó có nhiều màu giống như màu chúng ta chỉ định mà nó điều chỉnh. Đấy thì nó sẽ mềm mại hơn và nó sẽ không bỏ sót. Ảnh này cũng vẫn chưa phải là một cái ảnh tốt nhất cho cái ví dụ đó, chúng ta tìm thử một cái khác đi. À, đây ví dụ cái này. Đấy. Những khu vực này thì nó rất là rõ, ví dụ như là tôi điều chỉnh cái thuyền chẳng hạn. Đây. Selective color này. Ví dụ tôi điều chỉnh, tôi để ở giá trị đỏ chẳng hạn. Đấy, bằng cách là điều chỉnh cái giá trị như thế này thì tôi thấy rằng chúng ta có thể là xử lý tương đối nhanh. Ví dụ đây, tôi biến rất nhanh bằng cách là kéo con trượt magenta này. Đây này, quan sát lại nhé. Đúng không? Màu đỏ này. Ở trong này thì duy nhất có mỗi khu vực cái thuyền này là cái khu vực mà chứa màu đỏ là rõ rệt. Đó. Ở đây thì nó có một vài khu vực cũng chứa một vài cái chi tiết nó có hơi có cái tính chất đỏ. Đấy, và nếu tôi để chế độ màu chọn ở đây là color bằng cách là gia giảm các tham số này thì các bạn sẽ thấy cực nhanh là tôi chuyển màu cho cái thuyền này mà tôi không cần phải làm thêm bất cứ một cái thao tác chọn lựa nào cả. Đó, thì cái thuyền nó đổi màu luôn. Tôi chỉnh một cái là tôi chỉnh được màu cho cái thuyền mà tôi không cần phải cầu viện tới bất cứ một cái công cụ tạo vòng tròn nào để chỉ định cái khu vực xử lý. Đấy. Cái tính chất của nó là như vậy. Hay là ví dụ tôi điều chỉnh màu trời này. Màu trời thì nó sẽ nằm ở kênh cyan, cái màu cyan hoặc blue này đó, bằng cách là tôi chọn cái cyan và tôi điều chỉnh các tham số ở đây chẳng hạn. Ví dụ tôi muốn làm cho nó ngả sang cái chất tím hơn chẳng hạn đó. Đấy, thì tôi kéo như thế này, các bạn thấy là thay vì làm cái màu xanh như lúc đầu thì bây giờ bắt đầu cái trời và cái phần nước này bắt đầu nó ngả sang cái tông tím hơn. Đấy, ví dụ như thế. Thế thì các bạn thấy là tôi có cần phải tặng cái vùng chọn gì đâu. Đó. Với một cái ảnh mà nó vừa phân ra các khu vực màu sắc tương đối rõ ràng như thế này thì đây là một cách hiệu chỉnh rất là nhanh và nó rất là mềm mại. Đấy. Cũng với như thế, nếu như các bạn sử dụng Magic Wand hoặc là các phương pháp tạo vùng chọn khác thì bao giờ nó cũng sẽ bị đứt gãy ở trong cái quá trình mà chuyển đấy, nó sẽ có những cái đoạn giáp ranh chuyển giữa màu đỏ với màu kia nó không mềm như thế này. Thì đây là một phương pháp rất hay để chúng ta có thể là chọn và điều chỉnh tông màu cho những khu vực riêng rẽ ở trên này mà nó sẽ đạt hiệu quả mềm mại và nhanh hơn là chúng ta chọn thủ công rồi sử dụng các cái lệnh chỉnh màu khác. Thế ngoài cái này chúng ta còn có một số lệnh nữa mà cũng tương đối hay dùng, ví dụ như là lệnh replace color chẳng hạn. Đây các bạn quan sát. Replace color cũng là một cái phương pháp mà điều chỉnh cũng tương đối là hay. Khi các bạn chọn cái lệnh như thế này thì các bạn sẽ thấy là hộp thoại mở ra và ở giữa này thì có một cái khung hình xem trước. Ở đây thì chúng ta có hai cái phương pháp chọn lựa. Một là chúng ta chọn ở cái chế độ selection và hai là chọn ở chế độ image. Nếu chúng ta chọn chế độ image thì các bạn sẽ nhìn thấy cái bức ảnh thu nhỏ giống hệt như cái bức ảnh mà chúng ta đang sử dụng làm ví dụ ở đây. Còn nếu các bạn chọn ở chế độ selection thì các bạn sẽ thấy một cái khung nó sẽ gồm có những cái hình gần giống như vậy nhưng nó ở sắc độ đen và trắng. Và nếu mà để cái tham số Fuzziness này nhỏ thì các bạn sẽ nhìn thấy đây chỉ là một cái cửa sổ màu đen. Thế vậy thì chọn và điều chỉnh như thế nào? Tôi lấy ví dụ như sau, nếu như mà tôi muốn điều chỉnh cái thuyền chẳng hạn thì tôi sẽ di cái công cụ này vào trong cái thuyền và tôi bấm kích một cái. Các bạn sẽ thấy xuất hiện một cái khu vực màu trắng bắt đầu được sáng lên ở trong cái cửa sổ đen nhỏ nhỏ ở đây. Và đấy chính là cái khu vực mà chúng ta sẽ tiến hành lựa chọn. Lựa chọn xong và chúng ta làm gì? Lựa chọn xong và chúng ta sẽ thay màu cho nó. Muốn chọn toàn bộ cái thuyền thì chúng ta sẽ làm cái bước tiếp theo, đó là chúng ta sử dụng cái công cụ là lấy màu cộng này. Tiếp tục kích vào những cái khu vực mà chúng ta muốn lấy. Thế thì chúng ta lấy đến đâu, chúng ta chọn đến đâu
thì các bạn sẽ thấy là cái màu trắng nó sẽ hiện lên tương ứng ở trên cái cửa sổ màu đen này. Và khi mà chúng ta đã chọn được hết rồi đấy, thì chúng ta sẽ tiến hành điều chỉnh. Các bạn cũng có thể là kéo cái Fusionist này lớn lên, tham số này lớn lên thì nó sẽ chọn một cách rộng hơn. Đó, chúng ta quay lại với cái khái niệm giống như vùng chọn chúng ta dùng bằng Measure One, thì nó có một cái giá trị gọi là giá trị Tolerance. Nó cho phép là khi tôi kích vào một điểm nào đó thì những cái vùng chọn gần tương ứng nó sẽ rộng hay là nó sẽ hẹp. Thì cái Fusionist trong trường hợp này nó cũng có giá trị tương ứng như vậy. Bằng cách là tăng cái Fusionist hay là giảm cái Fusionist thì chúng ta sẽ điều chỉnh được cái khu vực được chọn ở đây. Và sau khi chỉnh xong thì các bạn sẽ thấy các cái con trượt ở phía dưới này giống hệt như là lệnh Hue Saturation. Tôi muốn chỉnh cái thuyền này sang thành một tông màu khác thì tôi sẽ kéo con trượt Hue. Đó. Và đến đây thì tôi sẽ điều chỉnh và toàn bộ những cái phần màu mà vốn đỏ trước đây thì bắt đầu được chuyển sang tông này. Nếu như các bạn thấy rằng là cái màu này mà nó vẫn còn chưa được hợp lý thì các bạn có thể chọn thêm. Đó. Kích thêm vào đây để các bạn chọn. Hoặc là các bạn gì đây, tăng thêm cái Fujinis để cho nó độ phủ, độ chọn nó lớn lên. Và bằng cách như thế này thì tôi rất nhanh, tôi cũng có thể chuyển đổi được một cái màu. Tất nhiên đây là một cái phương pháp chọn. Đấy, một phương pháp chọn khác thay vì là chọn bằng các công cụ gì đấy ạ. Magic One hoặc là Lasso hoặc là Marquee vân vân. Đấy thì chúng ta sẽ chọn bằng giá trị màu thông qua các cái công cụ lấy mẫu màu ở đây. Đấy và bằng cách như thế này thì chúng ta sẽ tương đối dễ dàng để thay thế màu cho một cái khu vực lựa chọn nào đó. Thế thì đấy là những cái lệnh mà tương đối là cổ điển mà vốn các cái phiên bản Photoshop rất thấp thì nó cũng đã có. Thế sau đó thì chúng ta có thêm một cái lệnh như thế này. Nó được bổ sung vào cái quãng là phiên bản CS, nếu tôi nhớ không nhầm thì là CS2. Thì chúng ta thấy xuất hiện thêm một cái nữa là cái Black and White. Đấy, Black and White này thì nó là một cái thứ mà tương đối tổng hợp giữa các lệnh mà chúng ta vừa mới trao đổi với nhau. Khi tôi bấm vào Black and White thì nó sẽ đầu tiên là nó đưa cho chúng ta về một cái tình trạng giống như là ảnh đen trắng. Đó, cắt hết các giá trị màu. Cái này thì tương tự như là cái con trượt saturation ở trong lệnh hue saturation mà chúng ta kéo hết nó sang phía bên trái. Đấy. Thế và ở đây thì tôi còn có thêm một cái checkbox có tên là tan. Và khi tôi đánh dấu vào tan như này thì bắt đầu chúng ta thấy xuất hiện một cái màu nào đó được phủ vào trong cái bức ảnh của chúng ta. Các bạn bảo ồ cái này chúng ta có thể làm tốt ở trong cái lệnh hue saturation, nếu như mà tôi đánh dấu vào phần colorize nó cũng ra kết quả như thế này. Thế thì vậy còn cần cái lệnh black and white này làm gì? Thì thực ra nó có một cái điểm khác biệt là ở đây, đó là ngoài cái con trượt hue để các bạn có thể là thay đổi tông màu đó, saturation là để làm cho màu rực lên hay là dịu đi, thì nó còn có rất nhiều con trượt ở phía trên này giống như là ở trong lệnh Selective Color. Và tôi có thể điều chỉnh như sau. Ví dụ như là tôi không muốn cái thuyền này nó nằm chìm chìm vào đây nữa, mà tôi muốn cho nó sáng lên, tôi muốn làm cho nó nổi lên, thì tôi có thể kéo con trượt này chẳng hạn. Khi tôi kéo con trượt này thì các bạn thấy là riêng cái thuyền này, tức là tương ứng với lại cái vùng gốc mà nó chứa nhiều màu đỏ chẳng hạn, tôi có thể tăng giảm cục bộ sáng tối cho cái vùng mà vốn chứa nhiều cái màu đỏ này chẳng hạn. Lệnh này nó làm được, nhưng Hue Saturation thì không. Hue Saturation chỉ giải quyết được vấn đề là gì đấy, đến thế này thôi, đúng không? Có thể làm được thế này, nhưng với cái tùy chọn với các con trượt này ở trong lệnh Black and White thì tôi có thể điều chỉnh cục bộ được cho một cái khu vực nào đó sáng lên tối đi như thế nào đó. Ví dụ màu đây là màu cây đúng không? Tôi có thể làm cho nó thay đổi đi. Ví dụ như thế này. Lệnh Hue Saturation không làm được cái này, nó chỉ đổi tông màu hoặc là làm cho màu rực lên hay là dịu đi thôi. Đấy. Hoặc nếu nó có chỉnh sáng
thì nó sẽ là chỉnh sáng tất hoặc là chỉnh tối tất cho toàn bộ bức ảnh, nhưng nó không can thiệp vào trong một khu vực cụ thể được. Ví dụ tôi xử lý cái nền trời đúng không? Nền trời là nó sẽ liên quan tới cái lệnh blue và cyan này, cái màu blue cyan, bằng cách là tôi tăng hay giảm cái này thì nó lại liên quan tới gì đây, cái phần vùng trời tôi có thể chỉnh cho nó sáng lên hay tối đi được đấy. Thì đây là cái điểm khác biệt. Và vừa nãy chúng ta đã giới thiệu một loạt lệnh Hue Saturation Selective Color hoặc là cái lệnh Reflect Color chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thấy rằng đây là cái lệnh Black and White này, nó là một cái lệnh mang tính tương đối tổng hợp giữa các cái cách làm việc ở trong cái nhóm lệnh vừa rồi mà chúng ta đã giới thiệu. Thì đây là cái cách mà chỉnh bằng lệnh Black and White đấy, có thể chỉnh sang thành ảnh chỉ có sắc độ sáng tối, hoặc là các bạn nhấn vào tay thì các bạn có thể nhuộm nó sang thành một cái ảnh có một tông nào đó. Và khi đã thành như thế rồi, các bạn vẫn có thể chỉnh cục bộ sáng tối cho một khu vực nào đó mà nó thiên về một màu cụ thể, thì các bạn dựa theo cái con trượt mà tương ứng với cái khu vực màu đó, các bạn có thể tăng hay giảm làm cho nó sáng tối riêng khu vực đó mà không ảnh hưởng tới những khu vực mang sắc vốn mang cái sắc khác. Ngoài cái này ra thì chúng ta còn có một vài cái lệnh nữa như sau. Ví dụ như là lệnh invert thì ở cái bài thứ hai gì đó thì các bạn cũng biết rồi đúng không? Invert là chúng ta sẽ đảo ngược toàn bộ các giá trị vốn có của bức ảnh, là chúng ta có thể chuyển nó thành từ dương bản thành âm bản, từ đen thành trắng, từ xanh thành đỏ vân vân. Và nếu chúng ta nhấn lệnh thêm một lần nữa thì nó lại quay ngược lại về cái gốc ban đầu. Lệnh này thì tương đối đơn giản và rất trực quan, các bạn làm một cái là có thể ra ngay. Chúng ta còn có một số lệnh nữa như sau mà các bạn cũng có thể là xử lý thêm. Ví dụ như là hôm trước tôi cũng đã giới thiệu nhanh cái lệnh này rồi, Desaturas. Đây cũng là một cái lệnh tương đối mới. Thực ra nó là một cái lệnh mà mang tính trích ra từ trong cái lệnh Hue Saturation, đúng không? Nếu mà lệnh Hue Saturation mà chúng ta mở ra và chúng ta kéo con trượt saturation về hết cỡ sang phía bên trái này thì nó sẽ cắt toàn bộ giá trị màu của bức ảnh đi. Tuy nhiên để thực hiện cái việc này thì chúng ta ngoài cái việc là mở bảng lệnh ra, chúng ta còn phải kéo con trượt thì chúng ta mới đạt được giá trị này. Thì người ta làm một cách đơn giản hơn bằng cách trích nó ra thành một cái lệnh riêng nằm bên ngoài này. Đấy, với lệnh Desaturas này thì nó cắt luôn cái màu đi, chúng ta không cần phải kéo, chúng ta không cần phải chỉnh gì nữa. Tiếp nữa thì chúng ta còn có cái lệnh ví dụ như là lệnh posterize chẳng hạn. Posterize thì nó là một cái lệnh nó làm cho các nó điều chỉnh các cái bước chuyển màu của chúng ta. Các bạn ngày nay các bạn đi ngoài đường thì các bạn thấy rất là nhiều các cái tranh, các cái poster cổ động ở ngoài đường đúng không? Đại hội nọ, đại hội kia vân vân, thì các bạn sẽ thấy rằng là một cái poster, một cái tranh cổ động dạng như thế thì nó tương đối khác với là một cái bức ảnh chụp. Ảnh chụp là một cái gì đó, là một cái chuỗi màu nó liên tiếp nhau và nó thể hiện tất cả mọi thứ rất là mịn màng và mềm mại. Tuy nhiên tranh cổ động thì nó lại nhấn mạnh tới cái tính chất mạnh mẽ, do đó các mảng miếng của nó được xử lý một cách hết sức là đơn giản và tạo cho cái chuyển diện, chuyển màu từ màu đỏ sang màu kia nó rất là ít thôi đấy, để nó tạo ra những mảng miếng lớn khỏe. Thế thì cái lệnh posterize này nó cho phép chúng ta điều chỉnh mọi thứ theo cái phương hướng gần gần như thế. Ở phần level này, khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta có thể kéo con trượt này từ giá trị gốc ở phía bên phải là 255, và chúng ta cũng có thể kéo sang kịch kim ở đây là giá trị 2 ở bên này. Và tương ứng như thế thì các bạn thấy rằng là các cái khu vực mà chuyển màu nó cũng sẽ thay đổi rất là dữ. Ví dụ như là tôi để ở mức độ như nào đấy thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái bầu trời này chuyển sắc rất là êm đúng không? Từ cái phần xanh tím đậm ở phía trên này cho tới cái xanh cobalt nhạt ở đây thì các bạn thấy là nó chuyển rất là mềm. Tuy nhiên nếu như mà tôi giảm cái tham số này xuống, cũng có nghĩa là tôi giảm các bước chuyển màu, thì nó đã trở thành từng khu vực một, các bạn nhìn rất rõ đúng không ạ?
nhìn rất rõ từng vệt một, nó chuyển từ màu sẫm sang màu xám, sáng dần sáng dần sáng dần, và bằng việc là thay đổi gia giảm những cái tham số này càng ít thì các bước chuyển màu nó sẽ càng giảm đơn đi, và do đó nó sẽ tạo ra được những cái bước chuyển rõ từ mảng màu nọ sang màu màu kia, cũng gần gần giống như là cái phương thức mô tả ở trong hay là thể hiện ở trong cái một cái poster, có nghĩa là mảng miếng ít thôi, chuyển màu ít thôi. Đấy. Thì đây là một cái cách để mà chúng ta có thể là giảm các cái bước chuyển màu và tạo ra một cái hiệu ứng nó hơi thô ráp một tí ở trên cái bức ảnh của chúng ta. Thì đây là cái lệnh posterize. Tiếp nữa thì các bạn có một cái lệnh nằm ngay bên dưới cái lệnh posterize. Lệnh này thì nó sẽ biến cái bức ảnh của chúng ta trở thành từ một bức ảnh màu, nó sẽ chuyển về cái dạng là ảnh chỉ có sắc đen và trắng thôi. Nó hơi giống như là dạng minh họa hoặc là tranh khắc gỗ. Khi tôi nhấp cái lệnh này để các bạn quan sát, không còn màu gì nữa, cũng không có màu xám ở đây, chỉ có độc hai màu là đen và trắng thôi. Và bằng cách là các bạn kéo con trượt này sang trái hoặc sang phải thì các bạn sẽ ra giảm được cái sự tham dự của màu đen hay màu trắng vào trong cái bức hình này, và nếu kéo sang trái là chúng ta giảm đen tăng trắng đó, và chúng ta kéo sang phải là giảm trắng tăng đen. Tất nhiên và mỗi cái thì nó sẽ có một cái lựa chọn hợp lý, tại vì khi mà chúng ta tăng trắng thì cũng đồng thời là chúng ta sẽ giảm đi cái độ chi tiết của các cái nét, những cái mảng mà nó biến đổi từ cái bức hình màu sang. Còn nếu mà các bạn kéo sang bên phải thì nó trở nên sẫm hơn đen hơn, nhưng cũng đồng thời nó cung cấp cho chúng ta nhiều chi tiết hơn ở trong cái bức hình này. Nếu các bạn nào mà học về bên mảng mỹ thuật mà hay làm về cái minh họa hoặc là khắc gỗ thì đây là một cái công cụ hỗ trợ để mà tìm ý tưởng hoặc là quan sát trước các mảng miếng rất là tốt. Đấy. Nó để cho các bạn chỉ có các mảng như thế này thôi đó, các mảng lớn chi tiết sẽ giảm bớt đi, và như thế là chúng ta có thể quan sát, chúng ta có thể tìm được một cái ý tương đối tốt trước khi mà chúng ta triển khai một cái ý tưởng của chúng ta. Hoặc chúng ta cũng có thể là điều chỉnh bằng một số các cái lệnh khác đó, ví dụ như là color balance. Color balance thì nó sẽ cho phép chúng ta điều chỉnh cái độ thăng bằng màu ở trong cái bức hình. Đấy, ở trong này thì chúng ta thấy là có ba con trượt lần lượt, là mỗi một con trượt này thì nó là một cặp màu, đó là cyan và red, magenta và green, yellow và blue, vân vân, và nó đang được đặt ở cái chế độ là thăng bằng bằng cách là kéo con trượt này sang một đầu nào đó, có nghĩa là các bạn sẽ ra giảm cái màu sắc ở trong cái cặp này. Các bạn kéo vào đầu nào có nghĩa là các bạn đang tăng cái màu của đầu đó, và đồng thời các bạn giảm sự hiện diện của cái màu ở phía ngược lại. Đấy. Ví dụ tôi kéo vào đây thì các bạn sẽ thấy là màu cyan được tăng mạnh lên và sắc đỏ thì nó yếu đi. Đấy. Nhưng cái này thì nó là tăng hay giảm ở trên cả cả bức hình nhé. Các bạn sẽ thấy nó rất khác so với cái lệnh Selective Color. Selective Color thì nó ví dụ như khi tôi tăng thì tôi tăng ở trong cái thuyền này thì chỉ có cái phần đỏ cái thuyền này nó tăng lên hay giảm đi thôi, đúng không? Và nó thay đổi trong khu vực này, nhưng nó không thêm sắc đỏ vào các khu vực khác. Nhưng riêng cái lệnh Color Balance này là nó sẽ điều chỉnh trên toàn bộ cả bức ảnh, trên cả bức ảnh, và khi mà tôi kéo mà tôi ra giảm đỏ thì toàn bộ cái bức ảnh này không không những riêng cái thuyền là màu đỏ nhiều, nhưng những khu vực khác nó cũng được nhuộm thêm sắc đỏ một cách rõ rệt lên. Hoặc là tôi kéo sang đây thì nó sẽ giảm hết đỏ đi ở trên toàn bộ bức ảnh mà nó sẽ thêm sắc xanh vào nhiều hơn. Có nghĩa là tôi sẽ cân chỉnh cái ảnh này nó sẽ ngả về cái sắc nào đó nhiều hơn bằng cách là kéo cái con trượt này. Và các bạn cũng có những cái tùy chọn hơi hơi giống như là các cái công cụ Dot Tool hay Burn Tool, bởi vì ở đây nó cũng cung cấp cho các bạn ba cái tùy chọn là Mid Tone, Highlight và Shadow, và thường thì nó để cho các bạn ở cái chế độ là Mid Tone, tông trung bình này,
Thế còn nếu mà tôi mà kéo vào cái chế độ highlight này thì cái việc mà căn chỉnh này thì nó sẽ diễn ra mạnh hơn ở các khu vực mà thuộc về cái khu vực sáng đó, hoặc nếu tôi chọn ở shadow chẳng hạn thì cái việc mà tôi kéo trượt này thì nó sẽ tăng giảm nhiều hơn vào những cái khu vực mà nó có cái tính chất là tương đối tối. Đấy. Thường thì người ta hay để ở mid tone, nó sẽ chuyển đều hơn. Đấy, thế còn đặc biệt nếu chúng ta muốn là xử lý vào trong khu vực nào thì chúng ta sẽ làm việc bằng cách là chọn vào cái tùy chọn này, và sau khi mà các bạn xử lý xong thì các bạn có thể là nhấp OK. Đấy, các bạn cũng có thể là thay vì kéo trượt các bạn có thể nhập nhập vào đây các cái tham số, nhưng mà kéo trượt có lẽ là cái phương pháp mà nó sẽ dễ hơn, là chúng ta lại phải bôi đen rồi nhập số thì nó sẽ mất nhiều thao tác hơn. Đấy, thì khi mà các bạn căn chỉnh các bạn cũng có thể sử dụng cái phương pháp này để các bạn căn chỉnh tông toàn bộ bức ảnh theo cái cách là kéo con trượt và thay đổi độ cân bằng màu. Hoặc các bạn có một số cái ví dụ như là các bạn có lệnh gradient map chẳng hạn. Gradient map thì cái này nó lại tương đối đặc biệt, thay vì là xử lý nó chuyển theo một tông màu nào đó thì nó sẽ dùng một cái màu chuyển đó, ít nhất là 2 màu. Đấy, và nó sẽ phủ cái chất màu đó lên trên bức ảnh của chúng ta. Đấy. Các bạn có thể chọn bất cứ một cái tông nào đó, và thông qua cái việc chọn lựa này thì các bạn thấy là cái bức ảnh của chúng ta nó cũng sẽ chuyển theo tông của cái mẫu tô chuyển mà chúng ta đang chọn. Đấy, và điều đặc biệt ở đây thì các bạn sẽ thấy là những cái màu mà thuộc về tông nóng đấy thì thường là nó sẽ tương ứng với những khu vực sáng của bức ảnh, còn những cái màu thuộc về tông lạnh thì nó sẽ tương ứng với những cái phần tối của bức ảnh. Đấy, các bạn thấy đây, ví dụ như là những cái chỗ nào mà chẳng hạn như là mẫu tô chuyển của chúng ta đang áp vào đây là mẫu tô chuyển là vàng và xanh này chẳng hạn, thì những cái màu mà sáng ví dụ như trời này, đỉnh núi này, hay là một vài cái phần sáng của mặt nước này, phần sáng của thuyền thì nó sẽ đi theo tông nóng là cái màu vàng này, còn những cái phần mà sẫm hơn thì nó sẽ đi theo cái tông lạnh là cái màu xanh này. Đấy. Thế còn nếu mà đều tông nóng cả thì cái tông nóng nào mà màu sáng hơn thì nó cũng sẽ tương ứng với phần màu sáng của bức ảnh. Đấy, thì cái cách chỉnh của chúng ta thì nó sẽ là chọn một cái mẫu gradient này và nó ép cái sắc tô chuyển đó vào trong bức ảnh. Equalize cũng là một cái lệnh mà nó tương đối là cổ điển. Cái này thì nó sẽ điều chỉnh một cách tự động cái độ sáng cho bức ảnh của chúng ta. Đấy. Khi các bạn nhấp lệnh Equalize thì nó thông qua các cái tham số sáng tối vốn có của bức ảnh, nó sẽ tính toán và nó sẽ tự động điều chỉnh. Tuy nhiên cách dùng thì chúng ta sẽ có cái sự khác biệt là trong bức ảnh của chúng ta có vùng chọn hay không vùng chọn. Đây là ảnh gốc. Đó. Nếu như các bạn sử dụng cái lệnh Equalize này thì đây là kết quả các bạn nhận được ngay, chúng ta không có can thiệp, chúng ta không có làm thêm bất cứ cái gì, chỉ có nhấp lệnh và nhận kết quả mà thôi. Tuy nhiên nếu như trong bức ảnh này của các bạn mà nó lại có một cái vùng chọn chẳng hạn, là ví dụ tôi có một vùng chọn thì khi chúng ta nhấn lệnh thì nó lại đưa ra cho chúng ta những cái tùy chọn khác với vừa nãy. Một bảng thoại Equalize nó sẽ hiện ra và trong này nó sẽ có 2 option cho các bạn. Đó. Một option là Equalize Selected Only thì nó sẽ cho phép là bạn điều chỉnh cái độ sáng tối ở trong cái khu vực vùng chọn đó thôi, không ảnh hưởng tới những cái khu vực ở ngoài vùng chọn. Ví dụ tôi nhấp OK thì nó sẽ chỉ điều chỉnh cái độ sáng tối cho cái phần vùng chọn mà tôi đang có này thôi. Nhưng nếu như mà tôi lại sử dụng cái lệnh Equalize này với cái tùy chọn thứ hai
là Egoless Entry Image Based on Select A. Thì cái phần này thì nó sẽ chiếu theo cái sự phân tích và điều chỉnh sáng tối của cái khu vực này mà nó sẽ áp dụng cho toàn bộ bức ảnh. Đây, kết quả là như thế này. Nó cũng hơi khác so với lại cái lúc đầu tiên mà chúng ta sử dụng cái lệnh Equalize mà không có vùng chọn, đúng không? Đây, đây là kết quả. Tức là nó sẽ tính 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 trên tổng của cả bức ảnh, tối chỗ nào, sáng chỗ nào, tương phản hay không tương phản chỗ nào, và nó sẽ tự động tính toán và nó điều chỉnh lại như thế này. Nhưng mà nếu có một cái vùng chọn thì nó sẽ lấy cái giá trị tính toán trong cái vùng chọn đó để nó áp dụng, hoặc là trong vùng chọn hoặc là cho tất cả các bức ảnh. Thì lúc đó giá trị mà cần chỉnh lại sáng tối của nó sẽ hơi khác đi một tí, tại vì là nó lấy một giá trị cục bộ để nó áp dụng cho một cái khu vực lớn hơn. Đấy, thế thì ở đây thì chúng ta có tương đối nhiều các cái lệnh, và các bạn có thể là tùy vào trong cái nội dung cụ thể của từng bức ảnh một. Đấy, mà các bạn sẽ sử dụng những cái lệnh làm sao cho nó phù hợp. Thực ra trong này nhiều nhất, nếu mà các bạn sử dụng nhiều nhất thì các bạn vẫn là cái phần này thôi. Có cái level, cái curve, brightness, contrast, hue, saturation. Đấy là những cái mà sẽ được sử dụng nhiều nhất. Đấy, trong một vài trường hợp thì chúng ta sẽ sử dụng cái replace color hoặc là cái select color này. Đấy là những cái lệnh mà nó sẽ gặp nhiều trong cái quá trình mà chúng ta làm. Đấy, tại vì là hoặc là chỉnh tổng hoặc là chỉnh theo một cái khu vực nào đó mà màu tương đối rõ ràng và chúng ta có một cái sự lựa chọn mà tương đối là cụ thể rồi trong ý tưởng, thì chúng ta có thể là sử dụng các lệnh đó. Ngoài ra thì các lệnh kia trong các cái trường hợp khác thì các bạn cũng có thể là chọn lựa thêm. Đấy, hoặc là ở đây chúng ta có thêm xem là cái photo filter thì cũng là một cái dạng tương tự giống như là cái gradient, nhưng mà nó sẽ phủ theo một cái tông màu thôi. Chúng ta cũng có hai lựa chọn, hoặc là filter hoặc là color. Filter thì nó sẽ cho các bạn một cái danh sách như thế này: các bạn muốn nhuộm cái hình ảnh của chúng ta nó sang một cái tông nào đó thì các bạn có thể là chọn, ví dụ như là tôi muốn cái này nó sắc đỏ lên chẳng hạn. Đấy, thì chọn red chẳng hạn. Sau đó thì ở cái con trượt density này, mật độ phủ dày hay mỏng thì chúng ta kéo. Nếu như phủ dày thì có nghĩa là gì đây? Nó sẽ rực lên nhiều hơn theo cái màu mà chúng ta đã chọn. Còn nếu mà chúng ta để mỏng thì nó chỉ can thiệp vào đây ít thôi. Giống như là chúng ta sơn hay là phun hay một cái gì tô một cái màu của nó. Đấy, thì chúng ta tô kỹ thì nó sẽ phủ dày và nó sẽ làm thay đổi màu nhiều hơn. Còn nếu mà chúng ta chỉ phun lướt qua một cái thì nó chỉ hơi phân phớt một chút màu. Thế thì cái cách làm bằng cái filter này thì cái số màu hoặc là cái số cái option mà nó cho phép chúng ta lựa chọn thì nó ít thôi, nó chỉ nằm ở trong danh sách này. Còn nếu như các bạn chọn color thì cái hộp màu này nó cho phép các bạn chọn một cách rộng hơn. Các bạn có thể kéo con trượt, các bạn chọn một cái tông nào đó mà các bạn muốn, và sau khi đến tông rồi thì các bạn có thể là lựa chọn những cái sắc độ cụ thể hơn ở trong khu vực tông đó. Và sau khi chọn như thế này thì đấy, kéo con trượt density này, cái mức độ phủ dày hay mỏng để quyết định rằng là nó sẽ ngả nhiều hơn sang cái màu mà chúng ta lựa chọn đấy. Tức là một cái dạng tô thêm, phủ thêm lên trên cái bức ảnh để làm cho nó biến sang một cái tông hơi hơi ngả sang một cái sắc khác. Thì đấy là một số các cái lệnh mà xử lý màu mà gần như là chúng ta sẽ sử dụng một cách thường xuyên trong cái quá trình mà làm, nếu mà chúng ta đụng tới các cái vấn đề về sáng tối, đậm nhạt, tương phản cũng như là chỉnh tông màu cho bức ảnh. Thì đấy là những cái lệnh, những cái phương pháp mà chúng ta sẽ sử dụng nó thường xuyên. Bây giờ các bạn là bỏ chút thời gian ra, các bạn già thử lại một chút xem.